đành xong rồi. Còn bao lâu nữa, xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi trong lúc ta ở xa. Rồi đêm khuya vắng em chưa giấc biệt ly chưa thể tâm hồn nặng câu lưu luyến. Anh hứa đêm về mùa xuân vẫn tận nở trên má em. Nhưng xin em đừng quên từng đêm xuân vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng muôn sóng cho đời và rồi em vừa giới thiệu đến
Cả nhà mình chất âm của con Marang CDMD CM6002. Dạ, con này là vừa có một học bên đây là học CD ha. Và học bên đây là học MD. Và MD này có chức năng ghi đĩa nén nè. Rồi, thứ nhất là ghi đĩa nén ha. Thứ hai là giải mã nhạc số không cần mồi ha. Dạ, giải mã không cần mồi. Mặt nhôm phay vàng, có remote, con này phải có khiển nó mới làm DA được nha các bác. Dạ. Ở phía sau nó thì nó có một cái cổng quang in và một cổng quang out. Cổng analog in và cổng analog out. Đó, là nó có mấy cái cổng đó thôi. Dạ. Chất âm của Marang thì nó ngọt ha, ngọt ngào. Ba giải gần như là đều hết các giải, không thiên về bass cũng không thiên về chép, không thiên về cao ha. Nói chung là ba giải nó khoảng đều đều nhau nhưng mà rất là ngọt, thích hợp Marang. Thì hồi nào từ xưa đến giờ là nghe nhạc vàng là vô đối rồi ha. Dạ, những dòng CD cao cấp của Marang nghe nhạc vàng cực kỳ hay. Đó là vừa là phần em vừa giải mã nha. Rồi bây giờ em sẽ phát lại cái bài mà vừa lúc nãy em thu ha. Phần của MD ha. Rồi bên đây phần CD nha, phần CD hai con này rồi. CD đều đọc tốt ha, MD thì thu phát ok luôn ha. Dạ, MD thu phát, CD phát tốt và MD thì là thu phát ok. Các bác nghe tiếng không? Nghe tiếng rất là ổn. Dạ, với tầm tiền khoảng 5 triệu. Dạ. Giá từ 5 triệu. CD phát tốt, MD ghi thu phát tốt và giải mã nhạc số không cần mồi, có khiển riêng, khiển kèm theo. Bác nào quan tâm mà có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn và xin chào ạ.